các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Như các bạn đã biết thì game PUBG Live PC bản Thái Lan hiện tại có hai phiên bản, một phiên bản chạy qua ứng dụng Garena và một phiên bản chạy bằng client riêng biệt. Thì ở clip trước mình đã chia sẻ các bạn cái launcher có tích hợp vào cái fake IP để các bạn có thể chơi. Trong clip hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn cũng một cái launcher, một cái tool tương tự, cũng chỉ là để khởi động game fake IP để có thể chơi được game PUBG Live bản PC của Thái Lan. Thì trong tool mình có kèm theo một cái free shop rồi. Nhiệm vụ các bạn nếu mà không dùng được cái shop đó thì các bạn có thể mua hoặc là tìm một cái glossy ok hơn, các bạn thay vào tool thôi. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn cấu hình sử dụng launcher các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn tải về, thì các bạn để cái thư mục launcher này riêng ra đâu đó trong ổ game. Các bạn mở lên, mở file ini config ra, các bạn sửa lại cấu hình cho từng máy. Các bạn muốn bật fake IP thì các bạn để true cho mình, còn không các bạn để false. Sau này ví dụ như sau này nó không ấy nữa, không bắt chúng ta phải fake IP nó, thì chúng ta có thể bỏ về false để chúng ta tiếp tục sử dụng mà không phải sửa lại tool. Đây, cấu hình thì các bạn ghi như này đúng. Cấu hình nó nằm ở đây các bạn. Trong mục data này, graphic setting. Đây các bạn, cấu hình đây các bạn để đây thôi. Các bạn ghi đúng tên, các bạn làm sao thì các bạn ghi cho đúng tên, rồi các bạn điền tên vào đây, nó chạy. Máy nào có tên như thế nào thì nó sẽ chạy cái tên ở đấy, ở đây. Còn cách lấy cái file này tí mình sẽ chỉ. Đầu tiên, nó bắt đầu nhá. Mở file lên, chúng ta thấy cái mục đầu tiên là game root. Các bạn mở cái game của mình chỗ nào ấy thì các bạn mở ra cái thư mục client bookline ấy. Apply đây. Các bạn copy cái đường dẫn của nó, các bạn save vào đây. Ok, fake IP mình để true. Ví dụ mình đang ngồi trên máy 100, mình test, mình để ở 2 thì nó sẽ chạy cái nó sẽ chép cái config này vào cho các bạn, chép config 2 này vào này. Cái tool đây, đây nó sẽ chép cái này. Còn làm sao lấy cái này ấy, thì các bạn làm sao, làm như sau. Các bạn mở game lên, tức là các bạn fake IP bằng procedure hoặc là một cái tool nào khác cũng được. Các bạn vào game, các bạn setting cho nó hoàn chỉnh, sau đó các bạn thoát ra, các bạn gõ cho mình app data, các bạn enter local, các bạn tìm cho mình thư mục là shadow tracker extra. Đây thư mục này các bạn mở lên, save game config Windows No Editor. Đây, trong này các bạn copy cho mình cái là game user setting. Các bạn copy, các bạn bỏ vào trong cái thư mục của tool này, graphic setting của tool này, các bạn paste ở đây. Các bạn sửa tên gì thì các bạn sửa, xong các bạn mở ini lên, các bạn muốn máy nào chạy cái đấy thì các bạn điền cái tên nó vào đây. Ví dụ như đây tên game user setting thì các bạn điền game user setting vào đây. Còn hiện tại giờ mình để 2 thì các bạn để 2 thôi. Đấy, vậy là xong. Thì sau khi xong các bạn xe lại, các bạn đóng luôn, thoát lại, thoát ra. Đấy, còn khách chơi game thì chỉ việc kích cái, các bạn add cái Book Live PC Client này vào trong cái menu cho khách chơi thôi. Thì cái tool khi chạy lên nó sẽ như thế này. Khách mặc định thì nó sẽ hiển thị cái cấu hình mà các bạn set trước ở đây. Còn nếu mà khách không thích thì khách có thể chọn lại hoặc để tự động thì nó sẽ không set. Nó tự động nó kiểm tra theo cấu hình máy và nó đưa vào thôi. Còn muốn fake IP thì mình check ở đây, còn không thì thôi. Ok. Mình có tích hợp thêm một số cái liên kết vào trong này cho khách. Một số khách, một số nơi họ không biết tự tìm kiếm được cái trang chủ thì mình sẽ đưa một số cái link liên kết vào đây thôi, cho nó tiện lợi. Ok, sau đó các bạn ấn Start Game. Ok,
cái sóc này nó còn sống không. Một số sóc vẫn cách IP bình thường, vẫn đăng nhập bình thường, hoặc là đăng nhập không được, nó chả báo gì cả, có thể do chúng ta bị chặn. Nhiệm vụ các bạn chỉ phải kiếm cho mình một cái sóc tốt để mà sử dụng thôi, cũng đừng share bừa bãi làm gì, sẽ bị block. Đấy. À, nếu gặp cái thông báo như hiện tại tức là cái sóc của các bạn không còn sử dụng được các bạn nhé, các bạn kiếm một cái sóc khác, cái proxy khác các bạn thay vào là các bạn có thể dùng được. Hiện tại là cái sóc này có lẽ là mình share nhiều quá nên là nó đã bị block rồi. Thì nội dung của clip này thì chỉ có mục đích là hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool này thôi. Thì nếu các bạn thấy có ích thì các bạn có thể bấm like, share và bấm theo dõi kênh của mình để cập nhật những clip mới nhất cũng như gửi ý kiến đóng góp tới mình để mình phát triển kênh. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.